Hello, xin chào anh em, quý hàng của bạn tiếp tục trở lại với kênh mua bán xe đã cũ của bên mình. Thì ngày hôm nay mình có một em xe ben ô tô tải tự đổ muốn mang đến cho anh em cửa hàng của bạn thưởng thức trong video ngày hôm nay. Một em với nước sơn màu xanh khá là bắt mắt đến từ thương hiệu VM Motor, nhà máy VM Việt Nam lắp và sản xuất hàng của Việt Nam anh em. Đấy, một chiếc xe nhỏ nhắn xinh xắn, rất là gọn. Với chiều dài của cái thùng ben là 2m7 30, chiều ngang là 1m5, chiều cao của cái bửng là 450 mm. Một chiếc xe thì thể tích của nó thì cũng gần một khối mấy, gần 2 khối, thì tải trọng cho phép chở của em nó là 1,5 tấn, khối lượng bản thân là 2,4 tấn, khối lượng toàn bộ là 4 tấn. Một chiếc xe ben của nhà máy Viêm cũng còn rất là mượt mà, NH cũng còn rất là ok. Đấy, nói chung là mọi thứ đều còn rất là ổn và khung sắc rất là dày. Bánh sau là bánh đôi với đường kính mâm là 13 inch, vỏ là vỏ 5.5, cầu cũng rất là lớn, nhíp ha cũng rất là dày luôn. Bánh phía trước với đường kính mâm là 16 inch, vỏ 6.5, bánh trước bánh sau không đồng bộ. Rồi, một chiếc xe tải nhẹ, một chiếc xe ben hạng nhẹ, thùng sàn sắt cũng rất là dày. Nói chung là với cái thùng ben thì tất cả mọi vật liệu đóng trên cái thùng đều rất là dày và cứng cáp luôn anh em. Đấy, xe này sản xuất 2016 với số loại nó là VB150 nha. Một chiếc xe ben nhỏ gọn xinh xắn. Xe này thì sản xuất 2016, niên hạn sử dụng đến 2041. Và mức giá bên mình dự kiến chào bán em này cho quý anh em các bạn với mức giá là 175 triệu, có thương lượng cho anh em có thiện chí xem xe và trải nghiệm xe bên mình. Kính quay tay, ghế thì 2 chỗ ngồi thôi, một da rất là sang trọng, vô lăng có trợ lực rất là nhẹ nhàng, hộp số thì 5 số tiến 1 số lùi. Đấy, xe này 4 năm thì đi được cũng khoảng số km nó hơi mờ một tí xíu anh em, trời nắng nó hơi chói. Đấy, thì khoảng nó hơi chập chờn tín hiệu. Nói chung là khoảng 50 mấy ngàn đó anh em. Thì xe ben mà đi chắc khoảng đường ngắn thôi, nên nó đi cũng không số km không cũng không nhiều cho lắm. Đấy, tại vì những cái dòng xe ben nhỏ gọn này thì đi giao chở vật liệu xây dựng trong khoảng đường ngắn thôi. À, nói chung là xe còn rất là ok và rất là tuyệt vời. Thì những cái dòng xe Vim thường muốn đề được máy là phải có cái song nha anh em. Đa số những dòng xe Vim mà từ 2017 đổ về là muốn đề máy là phải có một cái nút song riêng cho cái dòng xe Vim. Nên anh em mà đang chạy những dòng xe Vim là anh em cũng rất là hiểu cái vấn đề mà song trước khi đề máy. Đó, nó có cái lò xo để song. Máy thì máy của Hyundai nè, D4BF, dung tích 2,4 lít, công suất đạt 61 kW tại động cơ 4.200, máy dầu 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng. Máy móc còn rất là ok, khô rang, còn rất là đẹp luôn anh em. Đấy, xung sắc xi phía trước cũng rất là dày và cứng cáp luôn. Nói chung là mọi thứ trên xe đều còn rất là ổn, anh em quý hàng có thể lựa chọn phía trước khi dùng khuộc và nhíp luôn, cũng rất là dày và cứng cáp luôn. Cụm đèn pha halogen nhìn cũng rất là siêu sáng và rất là đẹp, rất là bắt mắt cho anh em quý hàng của các bạn. Đấy, xe thì nhìn nói chung mọi thứ đều còn rất là ok và rất là tuyệt vời. Để anh em quý hàng có thể đầu tư, xe có turbo trong gói áp và có máy lạnh luôn nha. Nói chung là có rất là đầy đủ về tính năng của một cái xe tải rất là tuyệt vời. Ok, cảm ơn anh em quý hàng của bạn đã theo dõi cái video giới thiệu về cái mẫu xe tải cũ, xe ben 1,5 tấn, thùng 1,1 khối mấy gần 2 khối, VB150, chiếc xe tải Vim rất là tuyệt vời như thế này. Cảm ơn anh em quý hàng của bạn rất nhiều để theo dõi cái video giới thiệu về cái dòng xe tải cũ cũng như là báo giá cập nhật tình hình dòng xe tải cũ cho anh em quý hàng của bạn thưởng thức. Một chiếc xe 2016 1,5 tấn với mức giá 175 triệu, có thương lượng cho anh em đi xem xe và trải nghiệm dòng xe bên mình. Xin chào hẹn gặp lại anh em quý hàng trong những cái video giới thiệu về cái mẫu xe tải cũ tiếp theo của bên mình. À, còn rất là nhiều mẫu xe cũ đang chào đón anh em. Xin chào hẹn gặp lại.